ơi, làm ok quá à. Chạy rối nhưng mà rất là êm, biết lấy tay giữ lại để không phải chịu. Chứ không phải là cứ giật 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 là nãy giờ là đau la làng á. Người ta học một năm rồi đó chị. Dạ. Ồ. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng thần thái cô bé làm việc một cách nghiêm túc và bình tĩnh. Chia tóc chia tay như một bàn cờ rất là chuẩn chỉnh. Anh Diễn, anh bây giờ gọi điện thoại cho bé Trinh á, kêu nghỉ đi, từ ngày mai không cần tới nữa. Ủa, Trinh ơi, em mai ở nhà nha. Có người làm tóc cho chị Heo rồi, cảm ơn em. Ừ. Chú không biết sao, chú thấy mai mốt là nhà con có tiền rồi con ơi. Dạo này làm tóc giàu lắm. Làm không có phải là xịt ào ào nha, nhẹ nhẹ, lấy từ xa lấy bụi thôi nha. Cái lớp cuối cùng làm mịn nha mấy anh chị. Quý vị và các bạn có thể liên hệ Thùy Dương Salon. Chúng tôi sẽ giảm 20% cho 10 cuộc gọi đầu tiên. Ưu tiên các bạn tóc dài, bởi vì tóc ngắn không làm được, tiệm không nhận. Mà hay á, là tại vì có những người á, rất là nhiều người á, tóc ít lắm, không có nhiều. Thì cái này là làm sao cho nó cái tóc của mình nó bị phồng lên ấy. Phồng em, phồng. Ờ, phồng lên á. Đây là kiểu tóc con bạch tuộc. Phải không? Dạ, ở đây nè, ở đây là cái đầu mà tuộc có 4 cái chân nè anh. Hợp lý. Cái gì? Bạch tuộc hả? Bạch tuộc. Con kẹp mấy cái này để làm gì vậy? Để cho giữ chắc chắn luôn ạ. À, giữ chắc chắn. Mà nãy giờ nha, tôi thấy nó chắc chắn tới mức độ nó không làm lần thứ hai á. Kéo một cái bạc là dính nhiều đó là dính luôn á. Không, này chú có hiểu làm luôn á. Trời ơi trời, đó là cái ngờ Harry. Really? Dạ, con làm xong rồi ạ. Ôi đẹp. Giữa Thùy Dương Salon quận 12 và Văn Hương Salon quận 3. Đây là một mẫu tóc bắt buộc. Thưa quý vị, ca sĩ Văn Mai Hương ước mơ thuở nhỏ là được làm tóc. Hôm nay cô ấy sẽ có một cơ hội thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Dạ, bên đây đã tạo được một cái nhị hoa rồi. Trời ơi, không biết kỹ thuật tạo nhị hoa sao luôn á. Hai bên đi theo hai chiến thuật khác nhau nha. Bên đây tạo một cái nhị hoa ở giữa đỉnh đầu trước, còn bên đây làm một cái nhị hoa ở dưới chéo dưới ót này nè. Chúng tôi phát hiện những ánh mắt sợ hãi của người mẫu. Còn ở bên đây cái mẫu tóc mà như chúng ta đã nói ngay từ đầu chương trình, đó là những mẫu tóc sến đó. Con làm này con có bị hồi hộp không? Dạ không ạ. Sao mà đẹp dữ vậy ta? Dạ, với thử thách này thì có thành công không ạ? Cái này mà thành công gì? Cái này là tác phẩm. Dạ, đúng không? Nói với mẹ, chú Thành có quen một cô làm tóc rất là giỏi, làm cho rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam. Thì nếu như mà cháu có dịp nào vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, cháu nói chú nghe. Vâng. Chú sẽ kêu cô ấy dạy cho cháu một khóa học cấp tóc. Vâng. Thì chú Thành sẽ tài trợ cho cháu học cái buổi học đó. Ê. Vậy là bé đã hoàn thành tốt thử thách của mình. Và cũng cảm ơn hai người mẫu tóc của chúng ta đã hỗ trợ cho bé ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.